Chào mọi người, em không hiểu sao đợt này rất là nhiều anh chị hỏi em là những cái con mà tầm 8, 9, 10 cân, hơn 10 cân ở trại em khi mà mọi người đón chó về nhà ấy. Chó nó có bị lạ nhà này, lạ chủ này, với cả nó có cắn chủ hay không? Tức là mọi người cứ nhìn những cái video đàn chó nhà em đang quay, đang like này, mọi người cứ nghĩ là chó to. Thế mọi người bảo em là nó to như thế thì về nhà nó có dễ thuần hay không? Nó có dễ quen chủ hay không ấy, thì câu trả lời của em là nó cực kỳ dễ quen mọi người nhé. Bởi vì là tuy là nó nhìn nó to thế thôi nhưng mà nó mới là chó con tầm 2 đến 3 tháng tuổi, hơn 3 tháng tuổi thôi mọi người ạ. Bởi vì sao nó to? Bởi vì bố nó đây là bố nhập và những con bố của nhà em đều là những con bố mẹ tuyển chọn. Con bố là bố nhập thì nó rất là to cao, là những cái đàn con tầm 2 đến 3 tháng tuổi ấy, thì cái bộ khung của nó đã rất là lớn. Tầm hơn 3 tháng là các bậc phụ đã có thể là cân nặng tầm khoảng chục cân, hơn chục cân một bạn rồi cơ. Nên là nó to như thế thôi nhưng nó vẫn là chó con, nên bản chất là chó con nó rất là thân thiện, dễ làm quen. Và khi mà về nhà mới thì mọi người nói như mọi người là chủ ấy, thì nó sẽ cực kỳ quấn chủ, thuần chủ mọi người nhá. Lý do thứ hai vì sao em bảo là nó cực kỳ dễ quen, dễ chăm, dễ thuần, bởi vì là ở nhà em ấy thì em nuôi rất là nhiều. Hiện tại ở trại em khoảng tầm 150 con chó con cơ, nhưng mà em không chơi với nó được, em cũng không chăm riêng một mình nó được. Tức là cho ăn thì hôm nay em cho ăn, ngày mai lại bạn nhân viên nhà em cho ăn. Nên là các bạn cũ này, các bạn ấy cũng chưa nhận em là chủ. Nhưng mà về nhà mọi người chỉ nuôi một hoặc hai bạn thôi, và mọi người chơi, nó có thời gian chơi với nó này, và cho nó ăn này, chỉ có mọi người cho nó ăn thì nó biết mình là chủ sẽ cho ăn một vài bữa thì nó cực kỳ quấn chủ mọi người nhá, đi đâu theo đấy luôn đấy ạ. Nhưng cái này cũng là một cái ví dụ để cho mọi người biết là sau này nếu mà mọi người về muốn con chó nó thân thiện, nó hiền thì mọi người sẽ phải làm như thế nào. Đấy là mọi người cho nó tiếp xúc với cả nhiều người, xã hội hóa con chó ấy. Như ở trại em rất là đông nhân viên, nó chưa nhận một ai là chủ cả, nên là con chó nó sẽ không hình thành cái lạ với cả quen đâu ạ. Khi mà mọi người đón chó về nó vẫn là một con chó con thôi, chứ nó không phải là con chó đã nhận người khác làm chủ rồi. Nó không phải là cái dòng chó dữ như là pitbull, mà nó cực kỳ thích người, nó quấn người lắm mọi người thấy em có test thần kinh, nó ham đồ như thế. Nó không phải là một con chó dữ mà nó là con chó ham đồ, thần kinh tốt. Còn đây là nhà em, mọi người thấy em vẫn bế nó ra ngoài, em quay video hoặc là em bế cho mọi người xem kỹ hơn ấy. Đấy thì nó, nếu như mà nó dữ thì làm sao mà em bế được như thế, đúng không mọi người? Còn mai nó là một cái dòng chó cực kỳ thuần chủ, quấn chủ và nghe lệnh chủ nhé mọi người nhá. Nếu như mà nó không nghe lệnh chủ thì không bao giờ người ta dùng được cho qua quân đội ạ. Đây em ví dụ cho mọi người hai con chó 4 tháng rồi nhá. Nó tầm 16-17 cân rồi đấy. Đây cũng là cái anh bên trại sinh sản, anh ấy nhờ em bán hộ là như anh định giữ anh nuôi cơ, hai con này, hai con đực. Anh điều hướng cơ bản rồi. Điều hướng cơ bản luôn rồi đấy, nhưng mà đợt vừa rồi cháu cái nhanh nó đẻ nhiều quá đây, để nhờ em bán hộ này. Nuôi từ bé giờ hơn 4 tháng rồi nhưng nhìn nó to như thế này đấy, mà nó vẫn rất là dễ quen. Nó mới về trại em thôi, bọn em cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nó. Bây giờ mới gặp nó là lần đầu tiên thôi đấy ạ. Đây, nhưng mà mọi người nhìn thấy này. Đấy. Quay cao quá, mình phải với lên mới tới nó. Mọi người thấy bọn em test thần kinh, thấy nó sủa nhiều, thấy nó cắn chai, cắn lọ, cắn bao tải đúng không? Nhưng mà đấy là nó ham đồ, ham những cái đồ chơi thôi, chứ không phải là nó giữ với người đâu ạ. Nó không phải là như pitbull mọi người nhá. Pitbull nó là dòng chó kiểu chó chọi, chó chiến ấy, nó khác. Còn đây là dòng chó huấn luyện, chó nghiệp vụ ạ. Quay cao quá mình không vừa tới nó. Anh chị hoàn toàn yên tâm nhá, kể cả về mọi người có vấn đề gì ấy thì sang bên này vậy ạ. Có vấn đề gì hoặc là như thế nào, bên em ngoài cái chế độ bảo hành 1-1 về sức khỏe, bên em còn làm sao mà đáp ứng cái nhu cầu của mọi người, nên là khi nào mà khách hài lòng thì mới thôi. Này tai cây à. Đây là giới thiệu qua mọi người, đây là đàn bố Duco nhập Hà Lan mọi người nhé. Nếu mà anh chị nuôi sinh sản ấy thì mọi người nuôi những cái đàn này em cũng chỉ có cái thôi. Mọi người nuôi KRPV như thế này thì nó rất là trầm tính, anh chị dễ về, dễ nuôi sinh sản. KRPV đấy mọi người, tương lai của bọn này sẽ là hai cùng bố luôn, cùng bố khác mẹ thôi, nên là mọi người thấy là cái hình mẫu của con chó choai choai của đàn này nó sẽ như thế nào thì mọi người có thể nhìn thấy rồi. Đây là đàn bố Duco bọn em có cái ạ. Đàn này em đang để cho mọi người là 6 triệu mọi người nhá. Anh chị liên hệ ngay ở số hotline để bên em tư vấn cho mọi người. Đàn này khung cộng rồi mảng màu rất là đẹp. Có thể tay kê chưa? Xin chào mọi người.